Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 8 tại chùa Phúc Lâm Tiên Quán, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự chứng minh buổi lễ với sự tham dự của đại diện các sở ban ngành của tỉnh và đông đảo Phật tử. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động Phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều thành tựu, tổ chức đại lễ Phật đản tại 4 địa điểm, thu hút hàng nghìn tăng ni, Phật tử tham dự, tổ chức đại giới đàn, duy trì khóa an cư kết hạ với 298 hành giả. Các khóa tu mùa hè, hội trại được tổ chức thường xuyên, huy động hơn 600 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong 6 tháng cuối năm, Ban trị sự đặt ra 8 mục tiêu quan trọng nhằm phát triển hơn nữa các công tác Phật sự. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng tập trung vào một số cái nội dung công việc trọng điểm. Cái việc thứ nhất là chỉ đạo cho các sư, các hạ trường là hoàn thành cái kỳ an cư kết hạ đạt kết quả tốt. Thứ nữa là hoàn thành cái việc xây dựng trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh mới để có cái cơ sở vật chất cho giáo hội hoạt động cũng như là cho các cái hoạt động khác của các cái ban ngành chuyên môn của giáo hội tỉnh. Thế và công tác đặc biệt là trong đợt Vu Lan báo hiếu tới đây thì giáo hội cũng đã thống nhất là quán triệt tất cả các tăng ni trong tỉnh chấp hành thực hiện nghiêm cái thông bạch hướng dẫn của Hội đồng trị sự Trung ương để đảm bảo một mùa lễ Vu Lan thực sự ý nghĩa đối với nền văn hóa của dân tộc. Dịp này, Trung ương Giáo hội trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm ni trưởng của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh đến 7 vị ni sư ở địa phương.